Hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn về cách sử dụng dung dịch chiết lá đu đủ để xua đuổi kiến trong sinh hoạt gia đình. Hôm nay chúng mình sẽ cùng thử nghiệm dùng dung dịch chiết lá đu đủ để xua đuổi kiến trên cây cà phê nhé. Trên cây cà phê, kiến thường ẩn nấp ở các chùm quả ké lá. Với đặc tính cây có nhiều lá rậm rạp nên mình sử dụng màu dung dịch độc đặc và màu số 4 và những chùm có kiến trên cây. Như vậy, sau khi phun dịch chiết lá đu đủ vào chỗ cây có kiến, khoảng 2 đến 3 phút sau, mình nhận thấy rằng kiến di chuyển chậm lại, đơ dần rồi chết. Như vậy, việc sử dụng dịch chiết lá đu đủ để diệt kiến trên cây cà phê cũng mang lại tác dụng nhất định. Với biện pháp này, vừa giúp các bác nông dân giảm bớt chi phí so với sử dụng thuốc diệt kiến, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Hy vọng rằng đây sẽ là một giải pháp hữu ích giúp đối các bác nông dân giải quyết được một phiền toái không nhỏ, đó là kiến khi mùa thu hoạch cà phê đang chín rộ.